Thưa quý vị, lúc này thì chắc hẳn là nhiều người nội trợ đang chuẩn bị cho bữa tối. Chuyện tối nay của chúng tôi hôm nay sẽ đề cập đến một thói quen nấu nướng sai lầm mà hầu như là mọi bà nội trợ ở Việt Nam đều mắc, đó chính là nêm nếm thức ăn quá mặn. Theo khuyến nghị của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới thì mỗi người không nên ăn quá 5 gram muối. Vậy mà trung bình mỗi người Việt Nam ăn tới gần 10 gram muối, nghĩa là gấp đôi mức tối đa cho phép. Như vậy thì có thể thấy là người Việt đang ăn mặn. Nhiều người vẫn nghĩ là ăn mặn chỉ đơn thuần là khẩu vị. Nhưng mà trên thực tế thì muối lại là thủ phạm nguy hiểm gây nên các bệnh không lây nhiễm, trong đó chủ yếu nhất là bệnh tim mạch và tăng huyết áp. Và để hiểu rõ hơn về thói quen ăn mặn và những nguy cơ của nó, chào buổi tối đã mời đến trường quay tiến sĩ Đỗ Phương Hà, trưởng khoa dinh dưỡng cộng đồng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Lời đầu tiên cảm ơn tiến sĩ Phương Hà đã tới với trường quay chào buổi tối của chúng tôi để cùng trao đổi về thói quen ăn mặn của người Việt. Câu hỏi đầu tiên đó là theo điều tra của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới thì người Việt ăn nhiều muối gấp 2 lần mức tối đa cho phép. Vậy thì tiến sĩ có thể phân tích là nguyên nhân vì sao mà người Việt của chúng ta lại ăn mặn đến như vậy, và liệu rằng là nguyên nhân đó có xuất phát từ thủ phạm là một bát nước chấm thường xuất hiện ở trên mâm cơm của người Việt từ xưa đến nay hay không? Vâng, trước tiên thì xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình truyền hình VTC14. Đúng như chúng ta đã biết là hiện nay người dân Việt Nam của chúng ta đang ăn rất nhiều muối. Theo điều tra mới đây nhất của Bộ Y tế thì chúng ta đang ăn gần gấp đôi lượng muối theo khuyến cáo. Và cái lý do này thì cũng có nhiều, nhưng mà lý do chính là muối thì rất cần thiết cho cơ thể chúng ta, và cái muối thì nó tạo ra một cái vị ngon đậm đà cho thức ăn, và khi mà chúng ta càng ăn nhiều, càng thời gian lâu thì chúng ta sẽ càng quen cái vị mặn đấy, và cái vị mặn đấy nó càng ngày nó càng tăng dần dần. Nhưng mà cũng có một cái lý do nữa là cái văn hóa ăn uống của chúng ta, là trong mỗi mâm cơm của chúng ta thì luôn luôn có một cái bát nước chấm hay là bát gia vị muối, chanh, ớt, tiêu vân vân ở trung tâm của mâm cơm. Và cái thói quen mà chấm thức ăn trước khi ăn là một cái thói quen rất phổ biến mà đại đa số người Việt chúng ta đang thực hành hàng ngày, và đấy nó cũng là một nguyên nhân mà góp phần vào làm tăng cái khẩu phần muối, khẩu phần natri trong cái chế độ ăn của chúng ta. Và một cái lý do nữa là cái muối được sử dụng để mà bảo quản, là lưu trữ thực phẩm từ ngàn đời xưa, và chính vì vậy mà muối có mặt trong rất nhiều các loại thực phẩm như là dưa, cà, muối, các loại cá khô, muối, rồi thịt muối vân vân. Và trong ngày nay thì trong khi mà ngành công nghiệp thực phẩm phát triển thì các thực phẩm chế biến sẵn người ta cũng dùng các loại muối để mà bảo quản thực phẩm, do đó mà cái hàm lượng muối trong thực phẩm nay chúng ta đang ăn vào là gia tăng rất là nhanh chóng. Như vậy là một phần nguyên nhân vì sao mà người Việt ăn mặn là do thói quen từ xưa, đúng không ạ? Ví dụ như là từ đời ông bà mà cho bố mẹ chúng ta ăn mặn, bố mẹ chúng ta ăn mặn từ nhỏ và lớn lên quen ăn mặn thì lại cho các con cái ăn mặn, và như vậy thì thành một cái thói quen dần dần làm chúng ta sẽ ăn mặn gấp đôi bình thường như cái thực trạng hiện nay, đúng không ạ? Đúng rồi. Khi mà cái đứa trẻ khi mà sinh ra, khi sau cái giai đoạn bố mẹ bắt đầu được ăn bổ sung thì chúng ta sẽ chế biến cái loại thức ăn bột cháo cho trẻ, và chúng ta thường có thói quen là nêm nếm cái gia vị mắm muối, và chúng ta lại khi nào vừa miệng chúng ta thì chúng ta đưa cho trẻ ăn, và như thế thì là nó lại tạo ra một cái đứa trẻ là nó được tiếp xúc với cái vị mặn rất là sớm, và nó ngày ngày càng tăng dần lên với bạn. Tuy trên thực tế là cái trẻ mà dưới 1 tuổi thì thường là không cần phải cho thêm gia vị mắm muối vào, và như vậy nếu mà cho thêm vào thì vô hình dung là chúng ta đã làm tổn thương những cái bộ phận, những cái cơ quan trong cơ thể của đứa trẻ mà khi nó chưa được hoàn chỉnh để nó có thể tiếp thu tiêu hóa những cái gia vị này. Rất nhiều bà mẹ trẻ thì cũng có biết được điều này, và Thanh Huyền để ý thấy là không cho con ăn muối cho đến khi con được 1 tuổi, và cái việc này thì bị phản ứng rất là mạnh mẽ từ phía các bà mẹ chồng, các bà ngoại, bà nội cũng như là tất cả những hàng xóm xung quanh. Vậy thì tiến sĩ nghĩ sao vấn đề này ạ? Đây nó là một cái thực trạng mà chúng ta chắc là cũng phải cùng nhau chung tay để tuyên truyền để cho người dân hiểu được hơn về cái có hại và có lợi của cái việc cái thực hành chưa đúng này, để cho có cái thực hành chăm sóc trẻ được tốt hơn. Như vậy là không cho con ăn muối khi mà con chưa đủ 1 tuổi là đúng đắn, đúng không ạ? Vâng. Và câu hỏi tiếp theo thì nhiều người bất ngờ khi mà biết rằng là dù chúng ta chỉ ăn một bát phở hay là một bát bún thôi thì cũng đã đủ lượng muối cho cả một ngày rồi. Thông tin này khiến nhiều người khá là bất ngờ đấy ạ. Và tiến sĩ có thể chỉ ra một vài món ăn nhiều muối và định lượng muối cụ thể trong những món ăn đó để người dân có thể biết để phòng tránh, đúng không ạ?
Vâng, do cái thói quen mà người dân ta thích cái vị mặn đấy, đâm ra là các cái món ăn chúng ta chế biến thì rất là mặn. Thì như chị đã nói là các cái bát phở bốn miếng nói chung trung bình là có từ 4 đến 5 gram muối, có nghĩa là ta ăn hết một bát thì đó là đã là hết một cái suất muối mà chúng ta được phép ăn trong một ngày rồi. Thế thì ngoài ra thì các cái món chúng ta rất ưa thích như là món cá kho, thịt kho, tôm rim vân vân, thì những cái món đấy nó cũng rất là đậm đà, nó ngon miệng, thì cái hàm lượng muối nó cũng rất là cao. Ví dụ như một khúc cá kho thì nó đã chứa được khoảng 2 gram muối rồi. Thế hoặc là trong khi cái cá mà chưa kho ấy thì nó chỉ có vài trăm mg thôi. Thế thì rồi là dưa cà muối thì dưa muối thì nó có khoảng là 1 gram muối trong 100 gram dưa. Cà muối thì nó có nhiều hơn gấp đôi. Và rất nhiều các cái thực phẩm chế biến sẵn của chúng ta là chứa nhiều muối. Còn cái thực phẩm tươi thì thực phẩm tự nhiên ấy, thì cái hàm lượng muối rất ít. Và khẩu vị mỗi người mỗi khác. Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể biết được rằng là chúng ta đang bị ăn mặn quá? Trên thực tế thì một cách chính xác nhất để mà biết được là cái lượng muối chúng ta ăn vào là bao nhiêu thì người ta có cái phương pháp là lấy nước tiểu để định lượng cái lượng natri được bài tiết ra trong nước tiểu. Thế nhưng tuy nhiên thì không phải lúc nào chúng ta có thể làm được cái việc đấy. Thì chúng ta có thể dựa vào các cái hiện nay thì chúng ta khuyên là nên ăn dưới 5 gram, thì dưới 5 gram muối thì nếu chúng ta xúc vào một cái thìa cà phê ấy, thì nó tương đương với một cái thìa cà phê đấy đầy muối, hoặc là nó tương đương với 8 gram bột canh, tức là nó tương đương với 2 cái thìa cà phê như vậy, hoặc là nó tương đương với lại 2,5 cái thìa con cá thì người ta hay dùng để ăn cơm ấy, nước mắm, hoặc là 3,5 thìa xì dầu. Thì đấy là cái lượng muối mà có trong các cái gia vị đấy, mà nó tương đương với 5 gram. Thì khi chúng ta mà nấu nướng, chúng ta chấm hoặc là chúng ta cho vào trong cái thực phẩm khi chúng ta chế biến ấy, thì nếu mà vượt quá cái lượng đấy thì ta biết là chúng ta đã vượt quá cái 5 gram mà chúng ta được tiêu thụ rồi. Và chúng ta có thể giải quyết được cái việc mà chúng ta nạp quá nhiều muối vào cơ thể bằng cách là uống thêm nhiều nước để tăng cái đào thải không ạ? Đây là một cái lý luận mà nhiều người đưa ra. Tôi cứ việc ăn thoải mái, xong đấy thì tao uống nước thì tôi thải ra. Nhưng thực tế cái lý luận đây là hoàn toàn là không chính xác. Vì khi mà chúng ta ăn muối vào, nhiều muối vào, thì cái natri là cái thành phần chính ở trong muối mà nó gây tăng huyết áp đấy, thì là nó đã có tác dụng trong cơ thể chúng ta rồi. Nên khi mà nó đến thận để thải ra ngoài thì là cái giai đoạn cuối rồi, thì sau khi nó đã gây tác dụng rồi, nên là cái việc mà tăng đào thải ra thì là nó sẽ là không có tác dụng, mà thậm chí là nó lại gây tạo ra cái gánh nặng cho thận, và nó góp phần vào làm tăng huyết áp cũng như là suy giảm chức năng thận nhiều hơn. Vâng, với rất nhiều người thì cái việc mà ăn giảm muối đi, ăn nhạt đi là một điều cực kỳ khó khăn. Vậy thì chúng ta nên bắt đầu bằng cái việc giảm muối nạp vào cơ thể bằng cách như thế nào? Thì như chúng ta đã biết thì cái muối mà đưa vào cơ thể chúng ta thì người ta có tạm chia ra làm ba nguồn. Thứ nhất là các cái muối mà chúng ta ở trong gia vị mà chúng ta cho vào trong quá trình chúng ta chế biến thức ăn, rồi là cái muối ở trong các cái đồ chấm mà chúng ta chấm khi ăn, và cái muối có sẵn ở trong các thực phẩm tự nhiên và các thực phẩm chế biến sẵn. Thì cái phần muối trong gia vị chúng ta cho vào nó chiếm khoảng 70%, đây là cái phần lớn nhất và cái phần mà chúng ta cần phải làm thế nào để giảm nó đi, để chúng ta giảm cái khẩu phần muối của chúng ta, và để mà giảm cái lượng muối trong. Và thứ hai nữa là cái thực phẩm chế biến sẵn là chiếm nó khoảng 20% cái lượng muối vào trong khẩu phần từ cái thực phẩm này, và đây là hai cái nguồn chính mà chúng ta cần giảm. Thế thì việc đầu tiên để chúng ta giảm là chúng ta phải bắt đầu từ cái khâu mà chúng ta lựa chọn thực phẩm. Thì chúng ta ưu tiên lựa chọn các cái thực phẩm tươi mà hạn chế các thực phẩm chế biến sẵn. Và nếu mà đôi khi mà chúng ta có thèm ăn mà chúng ta cũng muốn đổi khẩu vị, chúng ta chọn cái thực phẩm chế biến sẵn, thì chúng ta nên lựa chọn các cái đọc nhãn mác, và chúng ta xem cái hàm lượng natri hoặc muối ghi trên nhãn mác đó, nếu nó càng ít thì càng tốt. Và một điều nữa là chúng ta chọn cách chế biến thực phẩm, thì chúng ta ưu tiên là chúng ta sẽ chế biến bằng cái cách là luộc hấp thay vì cho cái món kho, rim, rang hoặc là xào. Rồi là chúng ta khi mà chúng ta nấu, trước khi chúng ta nêm nếm gia vị thì chúng ta nên thử nếm trước rồi chúng ta mới cho, chứ không đừng cầm các cái gò, và chúng ta nên có cái công cụ như là cái thìa hay cái bát để chúng ta đong rồi ta cho vào, chứ chúng ta đừng có đổ cả chai cả lọ vào thì chúng ta sẽ không kiểm soát được. Rồi là chúng ta không nên là cho các cái nước mắm muối vào trong các cái nước luộc. Thế và khi chúng ta
Và tốt nhất là chúng ta nên hạn chế ăn ngoài và chúng ta nên ăn tại nhà. Thì khi chúng ta nấu thì chúng ta có thể kiểm soát được cái lượng muối xuất ăn vào. Thế còn khi mà chúng ta đã lên bàn ăn rồi thì chúng ta sẽ hạn chế cái việc mà chúng ta để cái bát nước chấm ở trên bàn ăn. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà có rất là muốn chấm thì chúng ta chỉ chấm nhẹ thôi, chứ không là chấm dìm cả cái miếng thức ăn vào trong bát nước chấm, lật đi lật lại cho nó đậm đà, thì là rồi là chúng ta có thể hòa loãng cái nước chấm ra, hoặc là chúng ta có thể dùng một số các cái gia vị như chanh, ớt, tiêu, tỏi để chúng ta có thể làm tăng cái vị giác của chúng ta, tạo cái cảm giác ngon miệng thay cho cái sự thèm muốn cái vị mặn. Thế rồi rồi là chúng ta tránh cho chúng ta không chan những cái nước kho cá, kho thịt, nước mắm vào trong bát cơm. Đấy là cái thói quen chúng ta rất hay thực hành. Thế rồi chúng ta không, khi mà chúng ta ăn ngoài hàng quán thì chúng ta không cố là uống hết các cái nước phở, nước bún ấy, thì cái nước đấy là thực ra là nó rất là mặn, nó cũng chiếm rất là nhiều. Và thực là những kiến thức rất là hữu ích giúp mọi người có thể giảm bớt cái việc thói quen ăn mặn rất là có hại của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Đỗ Phương Hà vì đã tới với Trường Quay chào buổi tối với rất nhiều những chia sẻ, những lời khuyên hữu ích. Thưa quý vị, bộ lạc da đỏ Nam Mỹ hầu như là không ăn muối và chất béo no, ăn nhiều rau quả và hoạt động thể lực rất nhiều. Mặc dù cuộc sống rất nhiều stress nhưng mà huyết áp của họ ổn định, không gia tăng theo độ tuổi và đặc biệt là không có bệnh tim mạch. Còn với chúng ta thì nếu muốn được khỏe mạnh giống họ thì ngay bữa tối nay hãy bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.